ai muốn ra đây? Ai muốn ra đây kiểm tra của chúng ta? Mình sẽ có cảm nhận ha, các anh chị học viên mới ấy, là mình sẽ tới lát nữa đây, để cho mọi người đó tắt đó. Ai muốn ra đây? Ai muốn ra đây kiểm tra cái chỗ tắt? Nào, khi mà đã kiểm tra được cái chỗ tắt này rồi á, đây mình đặt tay vào đây này, đặt tay mình đẩy này, thấy đấy tắt, thấy không? Thấy lục cồn không? Đó, rồi. Bây giờ bác đã tìm ra được cái chỗ tắc rồi thì chúng ta sẽ hàng này chúng ta sẽ kéo ha. Mọi người nhớ nhá, khi đẩy mở mấy cái tắc tĩnh tắc của cái mạch máu á, là chúng ta luôn luôn nhớ là cái tay chúng ta phải cảm nhận. Cảm nhận là gì ạ? Mình cảm nhận tức là mình miết cái ngón tay này vào và mình phải nghe cái điểm tắc. Chị đặt cái tay vào đây mà nhìn này, mà nghe cảm nhận này. Chị miết này, có thấy cái điểm tắc không? Đó, thấy nó cục quá. Đúng không? Mà khi mà đả thông được cái này thì là cái đầu gối nó nhẹ liền. Vì nó tắc lâu lắm rồi, tắc nó tạo thành một cái múi như vậy ạ. Chị sao? Bên đây nhiều hơn. Nghe nó tắc ha. Nghe nó không cục. Chị cứ kéo cái này kéo qua cái chỗ hõm này. Cái chỗ hõm này chính là cái mạch máu. Đúng rồi, mình nhấc này. Cầm cái tay này này. Cầm tay này cho hỗ trợ nha. Mọi người ở đây là đến đây để học cách tự làm. Nhưng mà viên chúng ta hỗ trợ cho các bác bệnh nhân này biết kỹ thuật. Chia sẻ cái cách làm thế nào để cải thiện những cái chứng trong nội tạng.
đặc biệt là chị em phụ nữ thì là đúng rồi. Lớp này thì được cái may mắn là thầy Dương Quang Châu mới đi nước ngoài ở Vĩnh Hội, những cái kiến thức như là hướng dẫn từ thầy, đấy là may mắn thì cũng có. Mình có vui không? Dạ. Tôi thì không thấy rất là nhiều thuốc gì gọi là ure à, ướp ure, ướp đạm cho giá rồi cho thức ăn thức uống hàn the rồi cái gì nhiều lắm. Dầu nhớ có nhẹ bớt ha, cảm nhận rõ hơn không? Mà cái quan trọng nhất là tự làm được, đúng không? Tự làm được chị giảm à, đi ngồi xuống đứng dậy thử coi. À có ai mà lúc nãy đứng rồi ngồi xuống đứng dậy thử xem cảm giác sao? Giảm nhiều ha, chị ngồi đi nghe nhẹ nhàng hơn ha. Rồi ạ. Cũng nhẹ ha. À, về làm tiếp nhé, làm cho nó khỏi hẳn. Nghe nhẹ rồi ha. Nghe nhẹ hơn không? Rồi, mua xuống đi ạ. Rồi, chị. Chị Bình Định ha, Bình Định. Rồi, phải giảm béo nhá, giảm mỡ bụng nhá. Nguyên cả cái nay bụng kìa. Sao thế sao? Kết quả thế sao chị? Có người kém đứng lên cũng thấy dễ hơn. Một mình đứng là trong khu vậy nè. Nhưng mà so với lúc trước thì sao? Thấy nhẹ hơn. Lúc trước kéo chị thì chị kéo nhiều. Lúc trước là hai người kè hai bên đỡ đúng không? Hãy nhớ là chị đặt bịch cái tấm thân chị xuống bây giờ là ok rồi đó. Tự lo được rồi. Rồi thế còn em gái nào, thanh niên trẻ đầu gối bé em thấy nó nhẹ. Cái là cho rồi, nhẹ hơn căng căng cũng nhẹ hơn rồi ha. Rồi ok, vậy tốt rồi, mọi người đều thấy nhẹ hơn rồi, chúc mừng mọi người. Còn bây giờ thì ngồi được không? Rồi không được ngồi lâu à, không, nhưng mà ngồi được là ngon rồi. Mọi người thấy kết quả thấy ngay trước mắt ha. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.